Chào, chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Bảo Vẽ Tranh của mình. Mình có chuẩn bị sẵn một tranh về một chú ngựa khá là đẹp đấy không? Và bây giờ mình sẽ tô màu cho chú ngựa này và hãy cùng theo dõi quá trình mình tô màu cho chú ngựa này nhé. Chú ngựa này sẽ được mình tô màu xám nhé. Video tô màu cho bức tranh khe suối với cây cầu băng ngang qua khe suối. Mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh. Phần bờ vì mình sẽ tô màu vàng.
Và bức tranh về chú ngựa này đã được mình hoàn thành rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh.